Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai đầu tuần và ngày đầu tiên trading cho thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ cho tháng 10 này. Và cuối tuần vừa qua đó, các bạn có đã biết là chúng ta có khá là nhiều những cái sự lo lắng liên quan tới hai ngân hàng lớn đó có khả năng bị phá sản. Đó chính là thứ nhất là Credit Suisse, thứ hai đó chính là Deutsche Bank. Và sáng hôm nay mở cửa đó thì chứng khoán ra sao và kết thúc như thế nào? thì các bạn đã nhìn thấy trên màn hình đó, hôm nay thực sự là một ngày có màu xanh xuất hiện và đã có một cái sự hồi phục trở lại tại sao vậy có những thông tin gì chúng ta cần phải quan tâm đến rất nhiều những thông tin nổi bật ngày hôm nay và thường sẽ chia sẻ với các bạn trong video này và hôm nay chúng ta lại thấy là Elon Musk lại một lần nữa thuyết khiến cho cả Twitter xôn xao hẳn lên thì Elon Musk đã thuyết gì về cái sự kiện liên quan giữa nga và Ukraine cũng như là những thông tin nổi bật trong thị trường crypto này tại sao mà chúng ta thấy là có nhiều thông tin tốt nhưng mà giá cả lại không có cái sự phản ảnh đây có phải là điều tốt hay là điều xấu thì nên chia sẻ với các bạn một lát nữa nhưng mà đầu tiên hết á chúng ta hãy nói về tình hình của chứng khoán Hoa Kỳ đi thì các bạn thấy được là kết thúc hôm nay là cả ba chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều tăng trưởng là màu xanh hiện tại như các bạn nhìn thấy trên màn hình tăng hơn 2%. Pre-market cũng rất là tốt các bạn nhìn thấy được là cả ba Dow Future, S&P Future và Nasdaq Future đó À, thì đều à, có một cái sự à, tăng trưởng tiếp tục Không nhiều lắm Nhưng mà các bạn thấy được vẫn là màu xanh hiện tại Và không chỉ riêng là chứng khoán Mà chúng ta có thể thấy được là vàng Cũng có cái sự hợp phục trở lại Hợp đồng vàng bây giờ đó Là một lần nữa đã chơi 1.700 đô 1.705 và crypto cũng như vậy các bạn thấy được là BTC cũng có một cái sự hồi phục trở lại Bây giờ mức là 19.553 Và đương nhiên những thị trường hồi phục thì cũng có một thị trường hồi phục chung Đó chính là hợp đồng dầu Dầu bây giờ đã tăng lên một chút ở mức là 83 đô cho một thùng dầu À, thì đương nhiên chúng ta cũng muốn dầu tiếp tục giảm nhưng mà hôm nay dầu cũng có một cái sự hồi phục nhẹ trở lại cùng với những cái mảng đầu tư khác. Và chúng ta nói riêng về BTC đó thì các bạn thấy được là Bitcoin đã lên tới cái mức cao cách đây một tí đồng hồ là gần như là 20.000 đô, à, 19.730 đô. Cả thị trường crypto đó thì bây giờ vốn hóa vẫn dưới 1.000 tỷ, bây giờ là 980 tỷ hiện tại Nhưng mà cũng có một sự hồi phục trở, lại một chút Chúng ta nhìn thấy được là BTC thường nói rồi tăng 1.8%, Ethereum thì 2.2 Những đồng lớn khác thì cũng không có sự phản ứng nhiều ngày hôm nay ngoại trừ Solana thì cũng hồi phục nhẹ Và Polkadot thì cũng vậy khoảng chừng là 2% mà thôi Thì Chúng ta bây giờ hãy check xem coi là cái chỉ số DXY có phải đã xuống rồi hay là không. Thì à, các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là chỉ số DXY và câu trả lời là chưa đâu các bạn. Tuy là chúng ta thấy được là ở cái mức cách đây khoảng chừng 6 ngày đó, ngày 27 tháng 9, lúc đó là chỉ số DXY đã lên tới là 114 điểm, bây giờ xuống còn 111. Thì coi như cũng đã đi xuống nhẹ một chút nhưng mà mức 111 là mức rất là cao luôn Các bạn đã biết là DXY tiếp tục ở mức cao ở trong phạm vi là 20 năm qua rồi Chúng ta được là cái lần cuối cùng mà chỉ số này cao như vậy đó Đó chính là thời điểm năm 2002 Và thường đã chia sẻ khá nhiều về DXY thường sẽ không có lặp lại trong video này Điều chúng ta muốn là thấy đồng đô la đó giảm sức mạnh so với những đồng khác À, thì nó sẽ tốt cho thị trường tài chính hơn và chúng ta bây giờ nói tới một số những cái thông tin ở bậc ngày hôm nay đi thì có những thông tin gì Trước hết chúng ta hãy nói tới cái đề tài liên quan tới Credit Suisse Thì hôm qua thường đã chia sẻ trong video cái sự lo ngại về khả năng là ngân hàng Credit Suisse bị phá sản và cùng với lại ngân hàng Deutsche Bank và sẽ dẫn đến một cái khoảnh khắc như là Lehman Brothers năm 2008. Hồi sáng này đó, thì cái sự lo ngại đó vẫn còn chứ không phải là không còn rồi các bạn. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy được là khi mà chúng ta nhìn vào cổ phiếu của Credit Suisse thì trước đây dài tới đồng hồ hồi sáng này đó đã, đã giảm khoảng chừng là 10% nhưng mà kết thúc giảm chỉ có 1.9 mà thôi thì cái sự lo ngại vẫn còn nhưng mà bên phía của Credit Suisse thì đã nói là cái việc liên quan đến phá sản đó thì đó không có phải là sự thật đâu đúng là Credit Suisse gặp khó khăn nhưng mà họ đã nói chuyện với là nhiều cổ đông lớn và những cổ đông lớn đó cũng đã cho họ một cái thông điệp là sẽ hỗ trợ họ trong cái thời điểm khó khăn này và thêm vào đó đó thì Credit Suisse nói họ đã nói chuyện với một số những cái nhà đầu tư đương nhiên họ không nói rõ là những nhà đầu tư nào nhưng mà nếu như mà có những trường hợp xấu đó thì họ có thể là có vốn được chăm vào từ những nhà đầu tư đó và có khả năng là Credit Suisse sẽ rời khỏi thị trường Hoa Kỳ đó là những thông tin mới nhất mà chúng ta biết à, cho đến bây giờ đó thì những thông tin chi tiết hơn sẽ không được chia sẻ cho đến khi nào? Cho đến khi ngày 27 tháng 10 đó chính là à, lúc mà Credit Suisse sẽ chia sẻ cái chiến lược của à, ngân hàng của họ sẽ ra sao và lúc đó họ sẽ công bố kết quả của quý 3 tài chính như thế nào. Nói chung thì những nhà đầu tư vẫn còn có cái sự lo ngại, có phải lo ngại nhiều như là cuối tuần hay không thì cảm thấy được cái sự lo ngại đã giảm xuống một chút. Vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng là Credit Suisse không có vấn đề, nhưng mà các bạn đã thấy được là phản ảnh trong giá cả cổ phiếu thì sau khi xuống 10% đó, kết thúc chỉ xuống khoảng chừng là 1% mà thôi. Tôi nghĩ là nhiều người bây giờ chờ đợi xem coi là ngày 27 tháng 10 đó, cuối tháng này thì credit Suisse tình hình sẽ ra sao trước khi mà họ có quyết định kế tiếp đó là cái tình hình liên quan tới credit Suisse hiện tại chúng tôi giờ hãy chuyển qua nói tới một cái mối lo ngại khác của thị trường trong vòng nhiều tháng qua đi đó chính là cái mối lo ngại liên quan tới fed tiếp tục tăng lãi suất có thể dẫn đến là suy thoái tài chính và ngay cả fed cũng đã công nhận là hạ cái an toàn đó là điều mà không trong tầm kiểm soát của fed hiện tại cứ tăng lãi suất thì hoàn toàn có thể dẫn đến suy thoái tài chính mặc dù nhiều người nói là chúng ta đã nằm trong suy thoái tài chính rồi nhưng mà đối với fed thì họ vẫn chưa có công nhận cho đến khi nào mà cái thì tôi nhớ là cái cơ quan nghiên cứu tài chính quốc gia đưa ra thông báo thì lúc đó fed mới công nhận là suy thoái tài chính bây giờ họ vẫn chưa thì hôm nay chúng ta nhận được thông tin là un có nghĩa là united nations có nghĩa là liên hiệp quốc đã đưa ra một lời cảnh báo đối với lại fed là chậm lại chút đi đừng có đi nhanh quá nếu như mà tăng lãi suất nhanh như vậy đó thì không chỉ riêng là hoa kỳ rơi vào suy thoái tài chính và phần lớn thế giới cũng sẽ rơi vào suy thoái tài chính luôn và nhất là những nước nào mà không có nhiều tiền của đó những nước mà nghèo đó thì sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn về việc là phép tăng lãi suất và phép tăng lãi suất là một trong những yếu tố đẩy đồng đô la tăng lên và đồng đô la tăng lên thì lại ảnh hưởng đến những quốc gia khác thường đã chia sẻ với các bạn ngày hôm qua cái sự ảnh hưởng của đồng đô la như thế nào rồi cho nên bây giờ đó UN United Nations liên hợp quốc đó, cũng nói là fed có thể là nên chậm lại một chút đi đừng có cứ tiếp tục tăng dị nữa tăng gì nữa đó là đúng là à, hoa kỳ cho dù được đi vào suy thoái thì à, có thể là vẫn chống chịu được nhưng bây giờ tại vì à, phần trăm thất nghiệp vẫn thấp nhưng mà đối với những quốc gia khác thì có thể họ không có chủ được đâu nếu như mà có suy thoái tài chính lan tỏa như vậy thì fed có nghe lời hay không thì đương nhiên chúng ta không biết à, nhưng mà đối với lại một số những cái nhận định á, thì các bạn thấy được là người ta nhận định nghĩa là bên phía của liên hợp quốc đó nhận định là fed tăng lãi suất có thể ép nền kinh tế đi vào suy thoái để mà quản lý lạm phát đây là một cái canh bạc rất lớn đây là một cuộc cá cược rất lớn đối với lại un hiện tại À, thì đương nhiên uh, UN là Liên Hợp Quốc thì không có quyền gì uh, để mà nói phép làm gì và thậm chí quốc hội Hoa Kỳ cũng không thể kêu phép làm gì hết tại vì phép là một cái đơn vị uh, đơn độc trung lập không có cần phải nghe lời bất cứ ai thậm chí ngay cả tổng thống cũng không thể ra lệnh cho phép làm gì thì uh, không biết lời nói này của UN có ảnh hưởng hay không nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ đó cái áp lực đã bắt đầu đến rồi Mới đầu thì tăng xuất từ từ không sao nhưng mà bây giờ rõ ràng là Fed muốn cứ tiếp tục tăng cho đến khi nào làm phát được quản lý. Đây là thông điệp đã được chia sẻ rất nhiều lần rồi và qua cái đợt tăng vừa qua đó hầu như là mọi người đã biết là Fed khi này không giỡn đâu. sẽ tiếp tục tăng và tiếp tục tăng cho dù phải trả giá là suy thoái kinh tế, phải trả giá là thất nghiệp tăng cao, Fed cũng chấp nhận. À, thì điều này bây giờ bắt đầu đã làm cho nhiều người hơi ấn một chút và cái sự áp lực về à, phương diện chính trị đã tăng lên để Hương chia sẻ thêm một cái uh, thuyết với các bạn đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví mô chain hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi hãy tải ứng dụng coi 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của coi 98 là cái thuyết đến từ một trong những nghị sĩ mà chúng ta <laughs> cũng đã nghe nói khá là nhiều một trong những người mà không thích crypto đó chính là Elizabeth Warren thì thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đó chưa các bạn có thích hay không thích thì đây cũng là một thượng nghị sĩ mà có cái sức ảnh hưởng rất lớn trong quốc hội thì thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đó một lần nữa lại cảnh báo mọi người à, là chủ tịch John Powell đang đẩy nền kinh tế của Hoa Kỳ à, rơi vào vực thẳm và cho dù là tăng lãi suất cũng có thể là không thể làm cho giá cả hàng hóa đi xuống được tại vì tăng lãi suất chỉ là một phần của cái à, bàn phím mà thôi của bàn tính mà thôi tại vì các bạn thấy được là có hai bên thứ nhất đó là nguồn cung thứ hai là nguồn cầu khi mà Fed tăng lãi suất khiến cho nền kinh tế chậm lại có nghĩa là Fed đang giảm đi cái nguồn cầu hy vọng là nguồn cầu giảm đi thì sẽ quản lý được lạm phát nhưng mà ngược lại cái mà fed không có được có nghĩa là nguồn cung cho nên uh, ngay cả thường nghị sĩ uh, Liz warren cũng đã nói là fed uh, đang đẩy nền kinh tế đi vào uh, cái uh, vực thẳm và sẽ dẫn đến khiến cho nhiều người sẽ thất nghiệp người ta sẽ uh, không có được tăng lương lương sẽ bị hạn chế cho hàng triệu hàng triệu người dân của hoa kỳ và lạm phát không phải được giải quyết bởi siêu thái tài chính sẽ có cách khác để mà giải quyết chứ không phải giải quyết như thế này. Nhưng mà cái bạn thì được là Elizabeth Warren tuy là muốn Fed uh, nghĩ tới cách khác không tăng lãi suất nữa, đừng có ức uh, chế uh, uh, thị trường quá, đừng có ức chế nền kinh tế quá, uh, có thể là kiếm cách nào khác để giải quyết vấn đề này. Nhưng mà uh, các bạn nên biết là Elizabeth Warren là một thượng nghị sĩ và các bạn có biết là tháng 11 này đó khoảng chừng một tháng nữa là ngày gì hay không? Ngày 8 tháng 11 đó chính là cái ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và cái ngày bầu cử nhiệm kỳ này là ngày gì như bạn chứ cũng đã biết rồi, đó chính là cái ngày bầu cử lại những cái ghế ngồi của quốc hội chúng ta có tổng cộng là 435 ghế của hạ viện sẽ được bầu lại và khoảng chừng là 35 trên 100 ghế có nghĩa là khoảng chừng 1/3 ghế của thượng viện cũng sẽ được bầu lại. Và đương nhiên những nghị sĩ à, sẽ muốn được bầu lại rồi nhưng mà các bạn có biết khi mà những người đi bỏ phiếu mà họ không có vui về tình hình tài chính hiện tại của họ họ đang bị thất nghiệp hay là họ nhìn cổ phiếu đi xuống đó thì à, các bạn có biết là họ sẽ làm gì hay không thường thì người ta sẽ muốn cái sự thay đổi và điều này là điều mà những cái người mà tái ứng cử đó họ không muốn à, cho nên cái áp lực đến từ chính trị đã bắt đầu dồn lên rồi các bạn chúng ta chỉ còn thời gian không tới một tháng nữa là cái ngày bầu cử nhiệm kỳ rồi và một điều có thể là nhiều bạn không biết, người dân Hoa Kỳ đó phần lớn thì cũng không có phải là đầu tư trực tiếp vào chứng khoán nhiều đâu các bạn. Họ đầu tư vào thị trường chứng khoán nhưng mà họ thường đầu tư thông qua những cái quỹ như là cái quỹ lương hư, 401k, IRA. Đây là những cái quỹ mà họ lựa chọn một cái danh mục đầu tư rồi họ cứ chung bình giá mỗi một lần họ lãnh tiền lương và đây là cái quỹ mà họ sẽ dùng để mà sử dụng khi mà họ về hưu thì các bạn có biết là thống kê này đó là chỉ quý 2 của năm 2021 đương nhiên bây giờ đã nhiều hơn rồi tại vì chúng ta đã bước qua tới cái quý 3 của năm 2022 rồi nhưng mà chỉ tính quý 2 của năm 2021 đó chỉ tính riêng là cái quỹ về hưu 401k thôi là đã có 7,3 nghìn tỷ đô la nằm trong đó rồi chứ đừng tính tới những quỹ khác như là IRA hay là 4 b thì điều này thường chia sẻ làm gì để cho các bạn biết được là cái số tiền nằm trong những cái quỹ về hưu này đó người dân Hoa Kỳ mong đợi cái số tiền để họ sử dụng khi về hưu đó nhiều cỡ nào và các bạn có liên tưởng đến là tình hình của chứng khoán ra sao từ đầu năm tới bây giờ và các bạn có nghĩ đi hàng triệu hàng triệu những người này đó khi mà họ đi bỏ phiếu thì họ sẽ bỏ phiếu như thế nào đó là điều mà lo lắng về phương diện chính trị hiện tại à, của những người mà tái ứng cử cho cái chiếc ghế của mình ở uh, quốc hội của Hoa Kỳ, cho nên các bạn thấy được là không chỉ riêng là tài chính đâu mà còn về phương diện chính trị nữa. Thì tôi nghĩ sao về vấn đề này, à, tôi nghĩ là đối với Fed đó, thì nếu như các bạn mong đợi là tháng sau và tháng 12 này đó, uh, Fed ngưng tăng lãi suất thì tôi nghĩ là khả năng đó đó rất là thấp, cực kỳ thấp luôn. À, tại vì nếu như mà Fed chỉ vì uh, một vài lời nói đến từ Liên Hợp Quốc hay là đến từ một nghị sĩ nào đó mà thay đổi quay đầu đó thì còn gì gọi là trung lập nữa nhưng mà thường nghĩ là cái áp lực đó ngài lại sẽ càng tăng cao hơn bây giờ áp lực cũng có nhưng mà cũng chưa có phải là nặng lắm tại vì chúng ta nên biết là thất nghiệp ở Hoa Kỳ bây giờ vẫn còn đang thấp chỉ cần là thất nghiệp tăng cao hơn thôi thường nghĩ là Fed sẽ không còn cách nào khác ngoại trừ là họ À, phải ngưng và quay đầu trở lại Điều mà Thuận chia sẻ với các bạn đó Trước đây rất là lâu rồi, cái đây 2 năm đó về lạm phát như bạn có đã biết là nhiều người lúc đó nói là sẽ không có lạm phát đâu, tiền à, in ra nhưng mà sẽ được sử dụng ở trong à, nền kinh tế đang phát triển cho nên sẽ không có lạm phát Nhưng mà thường đã chia sẻ với các bạn lạm là phát sẽ đến chỉ là đến chậm mà thôi à, Bây giờ đó thì nhiều người cho là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất có thể là qua đến năm 2024 luôn à, Thuận thì không nghĩ gì, Thuận có cái à, hy vọng là Fed sẽ ngưng và quay đầu sớm hơn là nhiều người nghĩ Khi nào tôi nghĩ là ít nhất chúng ta phải chờ qua khởi bầu cử duy nhiệm kỳ Qua năm 2023 tôi nghĩ chúng ta sẽ nghe một cái giọng điệu khác đến từ Fed Tuy nhiên một yếu tố rất quan trọng đó chính là lạm phát ra sao Tôi nghĩ chỉ cần là lạm phát có được vài tháng có xu hướng giảm đó Cho dù là chưa giảm tới cái mức mà mong muốn của Fed là khoảng chừng 2-3% Thì tôi nghĩ Fed cũng có thể là chấp nhận được và sự quay đầu có thể sớm hơn nhiều người tưởng đó là hy vọng của Thuận. thêm vào đó nữa chúng ta lại nhận được một thông tin các bạn đã nhớ là tuần vừa rồi đã có sự hỗn loạn trên thị trường một phần là đến từ nước anh thì chúng ta có thủ tướng mới đó chính là Liz Truss thì Liz Truss đã đưa ra một cái quyết định là sẽ giảm thuế thực hành một cái chính sách gọi là trickle down economic. có nghĩa là chính sách kinh tế nhỏ giọt. tôi đã chia sẻ với các bạn rồi hiểu đơn giản đó nhưng mà nào mà không rành thì chính sách kinh tế nhỏ giọt có nghĩa là à, chỉ cần là những người mà kiếm được nhiều tiền những công ty đó họ có thể là đóng thuế thấp hoặc có thu nhập cao thì họ có thể à, là mở rộng công ty mướn thêm người người dân sẽ có thêm việc làm lương sẽ cao hơn người dân sẽ sử dụng tiền đó để mà mua sắm thì kinh tế nó sẽ tốt hơn đó là một trong những chính sách mà chúng ta nghe nói rất nhiều trong thời đại của Tổng thống Ronald Reagan Và nhiều người thì nghĩ là chính sách này không ổn đâu Và đôi thường cũng nghĩ chính sách này không ổn lắm À, thường đã chia sẻ với bạn trong video Cái tên vài ngày rồi Nhưng mà bây giờ đây các bạn thấy được ListRush à, Thì sau cái sự hỗn loạn của thị trường Sau khi mà đưa ra cái đề nghị là Cắt thuế Thì đồng bảng Anh đã rơi rất là mạnh Và gần như là 1 trên 1 với 1 đồng đô la Thì à, cuối cùng trust thủ tướng nước Anh trong thời gian chưa tới một tháng nhận chức thì cũng đã quay đầu và nói là coi như là cái đề nghị này xóa bỏ, chính sách này sẽ không thực hiện và điều này đã cũng đã làm cho bản anh nó tốt một chút, thị trường nó cũng đã ổn định lại một phần. Thì đây là ba cái tin tức lớn liên quan tới tình hình tài chính nói chung mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong video này. Mới có thứ hai thôi mà thị trường đã có đầy những thông tin rồi các bạn. Hầu như là gần đây đó mọi người rất là nhạy cảm với thông tin cho ai được là thị trường chứng khoán